Rồi, xin chào mọi người. Em test cái bàn mixer Yamaha M9 này cho anh Thái ở Cai Lậy, Tiền Giang. Đó. Anh đặt mua cái bàn mixer Yamaha M9 này kèm với bộ dây livestream dài 6m và cặp dây Canon. Thì bên em tặng thêm cho dây kết nối âm ly và cái jack hay 4 jack 6 ly ha. Rồi, đầu tiên bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh cách kết nối âm ly nha. Đây, anh nhớ lưu ý giùm em cái cổng MXL và MXR, hai cái này nha, cắm lộn mà nó không ra đâu. Rồi, cắm vô đây. Còn hai đầu này là anh kết nối qua cầu chữ U của âm ly, thế là xong. Còn cách chỉnh thì nó sẽ giống nhau, em sẽ hướng dẫn cách chỉnh sau. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối dây livestream. Dây livestream đây, hai đầu này anh cứ đưa qua đây. Đó, anh đưa vào đây. Còn cái đầu còn lại, cái đầu này anh kết nối qua điện thoại nha, nhớ cái đầu này nha. Còn cái nút gạt này là anh phải gạt qua hướng một dây nha. Còn hai dây này là nó dư, em cọc rút là không sử dụng nha, không có sử dụng. Rồi, ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ gắn micro. Ví dụ như là dây Canon này anh kết nối qua mic không dây của anh á, thì anh kết nối mic 1, mic 2 hoặc mic 3, mic 4 gì đó. Còn hai đầu anh cắm vào cái mic UG9 của anh thôi. Rồi, bây giờ em sẽ kết nối qua cái mic này. Ở đây là lai tổng, đây là lai tổng. Rồi, đầu tiên anh sẽ cho lai tổng lên đây. Còn anh sử dụng đường mic, đây là mình đeo tai nghe. Nếu anh đeo tai nghe anh gắn vào đây, cái jack này em để sẵn cái jack này đây luôn. Rồi, anh gắn vào đây. Rồi, tai nghe thì mình cho nó tầm 3 giờ thôi, 3 giờ nha, để mình nghe tai nghe. Còn đây là anh cho lên định mic cố định của nó ở đây. Rồi, đường micro thì chúng ta sẽ chỉnh. Đây là gain đầu vào nè, anh có thể hãm hoặc là nếu mà anh nghe to quá thì anh giảm hãm này xuống, lớn quá, anh nhỏ quá thì anh cho lên. Đây là âm lượng tổng, anh cứ cho lên tới mức này đi, rồi anh tăng giảm này. Cái này kép trung bass nè, đó, cái này là AUX thì mình không sử dụng, mình bỏ qua. Cái này là ba lăng thì anh để 12 giờ nha. Eco, cái đường này là eco tổng của một đường mic thì anh cho nó 3 giờ, cho 3 giờ nha. Rồi, đây là cái độ ngắn dài của eco, anh cho 11 giờ nha. Rồi, khi eco mà lớn nhỏ thì chúng ta tăng cái này thôi. Còn eco ở đây á thì nó có rất nhiều chế độ, từ 1 cho tới 96 cho 99. Ví dụ như là anh hát vừa eco vừa reverb thì chúng ta lấy chế độ 96. Chọn ngay 96 thì chúng ta tăng lên xuống này. Reverb không thì mình cho nó là số 8 đi nha. Còn mà nếu như mà eco delay, thông thường là mấy ông ở quê chắc eco delay 43 nha, cho 43 rồi tăng giảm cái này nha. Đó, chỉ đơn giản vậy. Rồi, bây giờ nếu như anh dùng mic nguồn 48V để thu âm á, thì anh ấn cái nút này xuống nha. Còn cái nút 13 này thì chúng ta đừng ấn xuống, để như này thì chúng ta mở Bluetooth thì nó sẽ chỉnh mặt được đường này. Bluetooth thì cũng dễ lắm, anh ấn cái nút này, đầu tiên anh ấn cái nút play, xong anh ấn nút này một cái, rồi anh quay ngược lại nút này một cái là nó sẽ mở lên ở như thế này, thì chúng ta sẽ dò trên điện thoại. Ở đây em đã dò sẵn rồi. Bây giờ em sẽ mở. Động tác cái nào người ta gọi cái đó kỳ vậy. Rồi, bây giờ em sẽ gắn tai nghe vô và gắn dây livestream vô ha. Rồi, gắn dây livestream vô. Nhặt lên luôn. Alo, 1 2 6 7 8. Ly 6 7 2 2. Lên. Đó, đơn giản vậy thôi. Eco nè, 1 2 6. Còn anh muốn reverb thì anh xuống số 8. 1 2 6 7 8 90. Lên. Rồi, vừa eco vừa reverb thì 95 96 đi. 1 2 6 7 8 90. Đó vậy thôi, rất là đơn giản. Đơn giản thôi đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh Thái rất là nhiều nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em nha. Số điện thoại 0903 430 156, 0937 381 978. Số Zalo là 0866 50 0607. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.